Con này giờ lăn bánh bao nhiêu anh? 500, anh lấy 538. Là mua là mua pin này. Mua pin đang như là đang miễn phí sạc 1 năm à? Miễn phí sạc 1 năm 538 tính ra là bằng con Accent nhỉ. Nhưng mà nói chung là con này để đi đưa đón con đi học thôi, đi lanh quanh chợ mua con này hợp lý. Còn nếu mà đi đường dài mà cả gia đình có xe này thì không hợp lý. Không, thực ra là gia đình thì mình phải tính cái này này, gia đình như gia đình em là lý, bởi vì là hai đứa trẻ con thì lại không như anh em rồi. Hai chị ngồi trước rồi. Hai bố mẹ ngồi trước rồi. Hai đứa trẻ con thì nó lên thì nó kể cả nó ngồi nó nằm thì nó cũng đúng rồi, nếu trẻ con ngồi sau đấy ok, nhưng anh em mình ngồi là anh em mình ngồi thôi. Nếu mà đi 4 người lớn là hoặc 5 người lớn là nó cấn, bởi vì là nó cái khoảng cách này thì nó thoải mái, nhưng mà ngồi như một thùng ấy mỏi lắm. Thực ra là theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình thôi, nhưng mà nếu mà con này bỏ đi công việc đi các tỉnh đi thị trường đi thì nó không là không hợp lý. Nhưng mà nếu mà gia đình anh chỉ có đi công việc thì chỉ lên quanh 20-30 cây đi nhiều, thì nếu mà đi vùng cao thì nó lại hơi bất cập ở đấy, đúng không anh? Em nhầm rồi, ai đi 400 cây đâu, ai đi được 400-300 cây mà không nghỉ.